Chào các bạn nha. Hôm nay thì các bạn hãy theo chân mình đến cái cảng cá ở Phú Lạc của vùng quê của mình nha, là vùng quê Phú Yên nha các bạn. Đây là một cái cảng cá Phú Lạc chuyên thu mua cá bằng những chiếc ghe thuyền to bự vào nơi này để bán cá. Các bạn thì hãy cùng bây giờ thì hãy theo chân mình xuống những chiếc thuyền bự và để bán cá thử biết được cuộc sống những người đi biển như thế nào nha. Đây là những chiếc ghe rất bự nè các bạn ơi. Những chiếc này khoảng cỡ 15-16 mét nè. Đây là cặp bến rồi, chuẩn bị sẽ làm một chuyến đào mùa ra khơi nha. Đây. Những chiếc đầu khung không nha mọi người. Phụ nữ còn ở dưới tàu kìa. Thấy các bạn thấy không? Ở dưới tàu. Đây là những tấm lưới chuồng cho những mùa vụ mới. Đây. Rất là mới luôn nha mọi người. Các bạn, những bạn nào mà ở dân biển thì biết những tấm lưới chuồng này, cái video tiếp trước mình về là đánh bắt những tấm lưới này nè. Thấy không? Rất là nhiều chèo thuyền bự luôn. Đây, mình sẽ phóng to cho các bạn xem nè. Đấy. Kia là những bóng đèn của ông siêu luôn nha. Những chiếc lưới rút rất là khủng luôn. Đây là những chiếc đầu rất là khủng nè. Rất là to luôn. Đây là những người dân cho một mùa vụ mới đang lấy đá nha các bạn. Thì cứ mỗi ngày như mỗi ngày thì mình lại xuống những bến cảng cá ở địa phương của mình, thì mình quay những cái video clip mà thực tế về những ngư dân sống ở biển và cách đánh bắt biển và cá nha các bạn. Hôm qua chú quay còn một chiếc nữa đúng không ạ? Vô tao mười mấy tấn luôn. Không, còn chờ cắt dầu. Còn không cần cắt đâu à? Kia mình bao nhiêu số ta? 400 mà. Mấy chiếc ở lò của em tới đây cũng người bớt hết rồi. Nhỏ. Ui, nay còn bự lắm chứ. Mà nay còn của anh ở trên đó là thế mi này cũng chặt, còn bọn anh làm tao thức phê tư quản chữ đó không làm thành phê tư nghĩ giờ là mình chỉ ra làm lưới chuồng thôi chứ không có câu guồng nữa. Cũng có câu guồng, có lưới chuồng hai người. Thấy các bạn, những người nông dân ở bờ biển rất là khổ luôn. Đi chuyến này đi bao nhiêu ngày rồi? 30 ngày vô các bạn. Thấy không, người thì rất là đen. Đúng là người nông dân ở vùng biển là chỉ là cuộc sống lên nhiêu đó thôi, buồn chen sống ở ngoài biển thôi chứ đâu có ở đất liền nhiều đâu. Dài cục bông cho ở trên, nếu mà thấy thì trợ cấp cho những người dân biển này đỡ. Chi máy của ốc, chi máy còn một tí này 200 là giá cái 24 à? Cái chuồng này là giá cái 24 các bạn. Này thấy sao cũng được giá chứ.
Như mấy đợt nước năm trước hơn vậy em vô thấy đây là 13, 14, 15 không à. 4 năm này là trước bao nhiêu tấn? 4 năm hầm gì này hơn 20 tấn. 20 tấn. 4 hầm này ở năm 17 tấn. 4 hầm năm 17, 18 tấn không? Giờ bây giờ là anh cho nghỉ về Gia Lao khoảng cỡ một tuần là bây giờ là mình bốc đá đi tiếp. Đây là chủ ghi ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên của mình nha mọi người. Anh em nào xem thì hãy cho ủng hộ like. Bé hầm này. Bé hầm rồi, con hầm đây là